nãy giờ quay nó đứt đọt không, bây giờ gáp tôi không biết được nhiêu. Con nước mà ngoại tí đó nó mới mở quá nó cho có một phần ra hỏi rồi hả, ra hỏi rồi không có ra hỏi mà tôi nghĩ rằng chắc có tại quán nó mở nước mà dòm là biết chắc có một phần tại hổm gà chạy ngang thấy cũng có mấy là thanh niên nó ngồi đó đó, nó ngồi nó lên cầm điện thoại nó chơi đó. Tụi ngày cái Dũng luôn. Một tình luôn, bữa nay đi quay Uber rồi có cảnh quá hot luôn. Bữa nay quay cảnh này là quá hot luôn rồi. Cảnh này đâu phải gặp trời, trời đâu đủ, bởi vậy dữ dằn luôn á. Bèn nó yếu mạnh chứ, mạnh thiệt đúng vậy, mở nhóm nó phóng phóng đúng ra cái này mà làm trường nó kéo là cũng thừ luôn á trời. Hơi nó vẫn mạnh hơn mấy cái máy kéo của mình đó nha, máy nó bự hơn, máy kéo mình có 3 máy phải không, 4 máy mà máy nhỏ. Mà tính ra cái dàn sườn này nó làm cái bánh xích còn dở nè, làm bánh xích hơi nhỏ này mà phải nó làm bánh xích 70 cái nữa nó chạy như đạn luôn. Đi dàn chân 70 cái thì ừ. Ờ. 60 bây giờ. 60. Lùng tiệt đó nha. Quay tay là tròn được 2 clip đó. Nói nãy giờ chứ còn quay cái kia là thôi. Bẻ vừa không thấy không? Trời ơi, tôi tức nhiều cái tôi thâm đập hổm gài đó ông già ơi. Mà có cái tôi nhớ lại cái này. Có ta tặng cho mình. Dạng nó còn dặn á nó, ông xài đi. Có gì thì cái xác cảm để cho tôi đó, tôi nhớ bao nhiêu đó mà tôi không có dám đập, tôi không dám nói. Trời ơi trời, bữa nay cầm lòng không đậu luôn, mẻ luôn. Chúng tay gây mắt quá tệ. Tiền không chứ nữa. Ngày 600 ngàn có tôi đang chịu rồi đó. Mấy bệnh nó bị cái gì nó chạy ra lớn hả? Không gì nó ba lại lại. Má bữa nay cảnh quá hot.
cô bé lại cầu cứu lên rồi kìa. Cô bé đi lúng ngập ngập luôn. Tình bữa nay quay cái cảnh quá trời sướng luôn. Ha. Chỉ có cách đó thôi. Bỡ rồi. Tôi nói hôm nay này cắt lưới dưới đây là vậy không nè. Nói hỏi vậy là tôi quay còn là cảnh vậy không đó. Bò ra đẩy tiếp. Đừng nói gù be bò bò hồi lại luôn đi. Ừ. Đó. Ông tính đi hổm gài lại dưới đây nó đâu có ngưng mưa. Bởi vì cho nên là đất cái dẻo gì hoài đó. Chạy miếng nào cũng bị dẻo vậy đó. Ủa, bởi hổm gài luôn ở dưới đây cũng quay cảnh này không mà. Trăm mấy năm mà còn phải chịu thua là không biết. Trăm năm lắc để không đi mà. Gù be quá bò theo tới cùng. Chưa nhắc ra nổi đâu. Chưa đâu. Cái ve lại vài cái rồi nha. Tới luôn được cái ve này chứ nữa. Ờ đi luôn hả đi đó. Rồi đi đó. Khoan hả bẻ lên gò đi. Trời ơi, đủ mới lên cò ra lại. Tới đây chút thì vừa tới thì ta đi qua từ từ luôn được rồi. Đường vô. Kiếm đường vô mà vô không được. Quá trời dẻo. Chắc chiếc kia chạy không nổi rồi. Chiếc để phí á. Chạy lên đại ca nó vô nấu cơm hay gì rồi đó.